take a picture. Everybody wants to share it with you. One, two, three, repeat after me. I wanna live my life and live it fancy free. And if we walk that line, we were born to shine. Okay, to start your end, you put your hand in mine. I wanna see you smile at me, so I need to show ya. And every day is not the same as every day before it. And life can keep on coming, baby, let's enjoy the moment. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì sau một thời gian dài ở ẩn trên TikTok thì mình đã tìm ra một vài cái rất là thú vị. Thế nên là ngày hôm nay thì mình muốn làm một cái video này để chia sẻ với mọi người. Theo mình thấy thì những bạn mà hay đi xem video ở kênh của mình thì thực sự rất là thích cái chủ đề đấy là trang trí topless girl, đúng không? Thế nên là ngày hôm nay thì mình có một vài ý tưởng rất là thú vị. Thế nên là mình muốn giới thiệu cho mọi người về cách chia sẻ topless girl mà mình tìm thấy, mình phát hiện ra gần đây ở trên TikTok hay là ở trên Twitter, ở trên Instagram hay là một vài những cái nền tảng mạng xã hội khác. Ngày hôm nay thì ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cách trang trí topless đợt trước. Sau đó thì trong những video sau mình sẽ dần dần chia sẻ những cách khác nhé. Ở đây thì ngày hôm nay cái cách trang trí topless đợt đầu tiên của mình thì mình sẽ dùng một cái loại keo rất là đặc biệt. Ở đây thì người ta gọi cái này là keo lỏng hay là keo dẻo đó, mình không nhớ lắm. Cái này thì mình mua ở trên Shopee với giá là 15.000 một tuýp. Ở đây thì mình có 3 màu, đấy là màu xanh đậm, màu xanh nhạt với cả màu hồng. Thế nhưng mà mình thấy là mình dùng màu xanh nhiều rồi ấy. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ dùng màu hồng. Khi mà mình mua 3 cái tuýp này thì mình đã tặng thêm 3 cái đầu để cho nó tạo hình ấy các bạn. Cái này thì những bạn nào mà hay làm bánh thì chắc là biết. Ở đây thì mình được tặng 3 cái tạo hoa với 3 kích cỡ khác nhau luôn. Thế nên là mình sẽ thử nhé, mình sẽ thử cả 3 cái đầu này xem là cái đầu nào mà mình cảm thấy là ổn nhất thì mình sẽ dùng cái đầu đấy. 3 cái đầu này thì nó ra cái hoa bé hơn mình nghĩ. Thế nên là mình quyết định là mình sẽ chọn cái hoa to nhất để mình làm. Tại vì mình không thích những cái hoa nó bé quá đâu mọi người ạ. Mình sẽ dùng cái hoa to nhất này. Cái màu hồng này thì nó nhạt hơn mình nghĩ một chút. Ok, thì với cả cái cách trang trí này thì chúng mình chỉ cần dùng cái này, dùng cái kem này, cái keo kem này, sau đó mình làm cái những bông hoa viền xung quanh cái top luster của chúng mình là được. Mình thì nhà mình không có lo làm bánh ấy, với cả mình cũng chưa trang trí bánh kem bao giờ, thế nên là cái việc làm hoa này với mình thì nó hơi khó. Lúc mình ấy cái đầu tiên thì mình nghĩ là nó rất dễ, nhưng sau đó thì càng làm mình lại càng thấy nó khó hơn. Bởi vì là mình nhấc lên ấy mà nó không dừng lại, cái keo của nó vẫn bị kéo dài lên. Mà cái chóp của nó bị kéo dài lên thì nhìn cho nó rất là xấu mọi người ạ. Với cả mình, khi mà mình chấm những cái bông hoa này thì nó không được sát nhau ấy. Mình nghĩ là sát nhau thì trông sẽ đẹp hơn, nhưng mà của mình nó lại bị cách ra. Nên là mình không thích lắm. Thế nhưng mà mọi người đừng lo nhé, bởi vì là chúng mình có thể giải quyết được tất cả mọi thứ ấy. Thế nên là mọi người đừng vì là mọi người có một cái bông hoa bị xấu hay là những bông hoa của mọi người bị khách, nó mọi người không thích mà mọi người bỏ cả cái top ladder đi thì nó sẽ rất là phí ấy. Mình nghĩ là mọi người cứ trang trí hết đi, sau đấy sau này mình sẽ tìm được cách giải quyết sau. Và đây thì sau khi mà mình đã viền được cả cái top ladder của mình với cả cái những cái bông hoa kem này rồi thì mình tất nhiên là nó không được hoàn hảo lắm, thế nên là mình đã có phương án dự phòng. Vừa là để trang trí, vừa là để cho cái top ladder của mình mà che đi những cái khuyết điểm trong cái bước bắt kem ấy. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một vài cái charm. Cái charm này là đều là những cái charm mà đợt trước các bạn ý làm slime ấy. Mà những cái em bé mà hay chơi slime ấy, các em bé dùng để trang trí slime. Thế nhưng mà ở đây thì mình mua cái này bởi vì là nó có một mặt phẳng, trang trí nó sẽ dễ hơn. Và mình sẽ dùng những cái này không phải để chơi slime nữa mà để trang trí cái top ladder ngày hôm nay. Thực ra nói thẳng ra nó là cái công cụ để che khuyết điểm với mọi người. Thì mình sẽ dùng những cái charm này. Ở đây thì mình chọn những cái tông màu kiểu nó giống giống nhau một tí, với cả nhìn nó hình nó cũng yêu yêu một tí ấy, để mình trang trí. Những cái charm này thì nó rất là to so với cả những cái kem, những cái hoa kem của mình. Thế nên là với cả những cái phần mà mình bị lỗi thì mình có thể dùng cái charm này để mình che đi. Bởi vì là cái của mình thì nó lỗi tùm lum luôn, thế nên là mình sẽ sử dụng thật là nhiều charm để mình che đi. Thế nhưng mà mình nghĩ là mình không nên dùng những cái charm to quá nhiều ấy, như thế nó sẽ che hết đi những cái hoa của mình thì nhìn trông nó không đẹp. Với cả mình đã mất công mình chấm hoa rồi mà che hết đi thì mất công với mọi người. Thế nên là với cả những cái lỗi nhỏ nhỏ thì mình sẽ dùng những cái đá mà nó nhỏ thôi để mình để vào, nó cũng sẽ che được đi, với cả nó cũng sẽ tạo cái sự hài hòa luôn.
Ok, mình ở đây thì mình ngửi thấy cái mùi keo này nó hơi chua chua một chút ý. Thế nên là mình nghĩ là cái này nó chính là cái keo sữa mà trộn với cả màu. Thế nên nhà bạn nào có keo sữa mà muốn tiết kiệm ý, thì chúng mình hoàn toàn có thể lấy keo sữa trộn với màu nhá, thì cũng sẽ ra được như này. Mình nghĩ là như vậy, bởi vì là màu nó giống lắm luôn ý. Cái keo sữa này thì như những lần mà mình dùng keo sữa thì nó cũng khô khá là nhanh. Thế nhưng mà mình để cho chắc chắn thì mình sẽ để nó khoảng 1-2 tiếng gì đó cho nó khô hoàn toàn. Trong lúc đấy thì mình sẽ trang trí cái top ladle số 2 nhé. Top ladder số 2 này thì mình lấy ý tưởng của một chị người Nhật ở trên TikTok. Chị ý thì có chuẩn bị một cái giấy in, chị ý in ở Comini. Thế nhưng mà mình thì mình không tìm được cái file như chị ý, thế nên là mình đã tự làm một file. Cái này thì mình in sticker hẳn luôn mọi người ạ. Cái sticker này của mình thì mình in cái loại chống nước ấy. Kiểu cũng hơi xịn nhỉ, nhưng mà mình không tìm được cái chất liệu in khác. Thế nên là mình đã in cái này. Ở đây thì mình chọn họa tiết bò sữa rất là kiểu trendy năm nay. Cái này thì mình in hơi bị lỗ một tí, đấy là mình lại in kích thước nhỏ hơn cái top ladder của mình. Cái này thì mình tìm cái size ở trên máy tính ấy, mình không nhớ chính xác size thì nhưng mà mình tìm trên mạng thì nó ghi là size như thế. Và mình còn cố tình cho size nó to ra rồi. Thế nhưng mà mọi người ạ, nó vẫn bị thiếu về chiều ngang thôi. Chiều dọc của mình thì ok rồi, nhưng mà chiều ngang nó bị thiếu. Thế nên là nếu như mà bạn nào cũng tham khảo cái size ở trên máy tính giống như mình thì các bạn kéo dài cái size ngang nó ra một tí nhá, nếu không thì nó sẽ bị thiếu như mình ấy. Thế nhưng mà cũng không sao cả đâu, bởi vì là in cái sticker này đắt lắm mọi người ạ, thế nên là mình không thể bỏ đi được. Mà xoay vào đấy thì mình sẽ tìm những cái cách khắc phục. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái, đấy là ngọc trai. Cái ngọc trai này thì là cái ngọc trai mấy nghìn ở ngoài cửa hàng thôi ấy. Sẽ dùng cái ngọc trai này để dán vào những cái phần viền, ví dụ như là cái phần viền hai bên chiều dọc ấy, là cái phần sticker của mình nó không che hết được thì mình sẽ dán hai bên đấy và cả cái khung hình thoi ở giữa nữa. Mọi người có thể dùng những cái loại keo mà mọi người có, ví dụ như là keo nến hay là keo sữa hay là băng dính hai mặt cũng được luôn đấy. Thế nhưng mà ở nhà mình thì mình đang thừa resin từ cái đợt mà làm ốp tặng bạn lần trước ấy, nên là mình sẽ dùng resin luôn, bởi vì là nó dính chắc với cả mà có màu trong suốt. Thế nên là mình sẽ dùng cái đấy để trang trí. Mỗi tất là phải chờ hơi lâu một tí. Cái này thì của chúng mình chắc là phải đợi 12 tiếng. Thế nên là sau khi mà mình dính xong tất cả những cái ngọc trai này và đợi nó khô thì mình sẽ show với mọi người kết quả sau nhé.
Ok, vậy là mọi người ơi, sau khi mà chờ đợi rất là mòn mỏi thì cuối cùng là những cái top plaster của chúng mình là đã khô rồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ cho cát vào trong nhá. À, với cả cái cát ngày hôm nay thì mình sẽ dùng hai cát, một cát của Asahi và một cát của Jiwoo mà mình lấy trong album Orange World. Hiện nay thì mình sẽ thêm một cái lớp bảo vệ ở bên ngoài nữa để cho cái cát của mình nó không bị xước. Ok, thế sau đấy thì mình sẽ nhét vào trong cái top đó được mà mình đã trang trí thôi. Với cả Asahi đang làm những cái động tác dễ thương như thế này thì mình sẽ cho vào cát hồng hường. Còn với cả Jihoon, với cả cái style vintage này thì mình sẽ cho vào cái cát ngọc trai sang chảnh của chúng mình. Ok, như thế là xong rồi đấy mọi người ạ. Cái này thì nó sẽ không được đơn giản giống như là kiểu chúng mình dính sticker vào. Thế nhưng mà mình nghĩ là cũng không quá khó, chỉ có khó cái thì ta chờ đợi rất là mòn mỏi thôi. Nên là nếu như mà mọi người thích thì đừng quên làm thử và like, subscribe cho kênh của mình nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Everybody wants to share it with you.